Chào mừng anh chị em đến với kênh Mr. Vin Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình trade và luyện tập. Thì với tiêu chí mong rằng là chưa giúp được anh chị em kiếm được tiền nhanh từ thị trường tài chính, Forex, Coin hay là Bio vân vân, thì cũng mong rằng là những kiến thức mà tôi chia sẻ đến anh chị em mình ít nhiều giúp anh chị em mình đỡ phải mắc mát trong những cái kèo mà chiêu dụ của các đội nhóm này kia, các dự án ảo này kia và Ponzi các kiểu rất là nguy hiểm anh em ha. Rồi thì theo như ngày hôm nay tôi xin giới thiệu anh chị em mình cái chức năng khác trong cái tập mà robot trade này anh em. Đó, robot trade theo mũi tên buy sell, anh em chưa xem thì anh em mình xem lại nhé. Đó, trade theo mũi tên buy sell này đây. Đó, thì anh em mình chưa chưa biết thì chúng ta hãy xem lại cái tập này. Đó, trade theo mũi tên buy sell bất kỳ anh em nha. Thế thì bây giờ làm cách nào để mình trade theo những tín hiệu chắc chắn hơn? Tôi ví dụ anh em ha. Đó, chúng ta vào luôn vấn đề nha anh em nhé. Đây tôi ví dụ như là đây Ctrl N đi, tôi sẽ kéo một cái indicator bất kỳ của tôi vào, indicator nào mà có mũi tên anh em nhé. Đó, tôi sẽ lấy đúng cái indicator mà tuần trước tôi có chia sẻ đây, indicator này. Đó, nhưng mà hoàn toàn là tôi chưa bắt indicator này nhé. Đó, tôi chưa hoàn toàn là chưa có code bắt gì hết. Đó, chúng ta thấy nha, tôi kéo nó vào thì phóng to lên đây một xíu, số 3 và số 3 đi. Đấy, thì có nghĩa rằng là nếu như xuất hiện tín hiệu buy thì nó sẽ buy. Và xuất hiện tín hiệu sell thì nó sẽ sell. À, tôi bấm auto lên cái coi. À, và chúng ta kéo con robot bắt cái tín hiệu đó vào đây. Đó, nó vừa vào lệnh buy này anh em nhé. Đó, nó vừa vào cho chúng ta lệnh buy luôn. Lý do là ở đây nó xuất hiện tín hiệu buy. Anh em thấy chưa? Nhưng mà đây là tín hiệu của nến thứ nhất mà nó vẫn xuất hiện tín hiệu buy nó vào. Thì có một chức năng mà tôi giới thiệu đến anh chị em hôm nay chính là cái chức năng mà đây sử dụng tín hiệu anh em thấy không? Đây sử dụng tín hiệu, nó có là sử dụng tín hiệu ở nến 0 và nến 1, là do tôi bật cả hai cái nến 0 và nến 1 cho nên vừa rồi nó vào cho chúng ta một cái này anh em nhá. Đó, anh em thấy không? Là tức là rõ ràng nó xuất hiện tín hiệu ở nến 1 nè, lúc bây giờ nó đang ở đây nha anh em. Đó, lúc bây giờ hiện tại đang ở đây nè, anh em nhớ nha, đang ở đây. Đó, giá đang ở đây. Và rõ ràng nó thấy được là nó đã xuất hiện một tín hiệu buy ở nến 1 thì nó vào. Còn nếu anh chị em nào mà muốn là xuất hiện ở nến 0 vào luôn thì chúng ta bật true luôn. Và hiện tại tôi đang bật true cả hai cái anh em nha, và tôi gửi đến anh em con robot là bật true cả hai cái. Thì thật ra mã nguồn gốc của nó có đến cả đến 2 và đến 3 nữa anh em. À, đến 2 đến 3 nữa là tôi phòng cho những cái indicator mà nó xuất hiện trễ đến cả 3 nến anh em ạ. À, đó, để trễ đến cả 3 nến luôn. Tuy nhiên là tôi thấy ít xảy ra cho nên là tôi xóa đi cho đỡ rối, và ít sử dụng cho nên là tôi cũng không có để ra đây, tôi không sâu ở đây. Thì anh em nào cần có nhu cầu phiên bản đó thì anh em mình cứ nhắn tin comment bên dưới. À, nếu có dịp thì tôi sẽ ra phiên bản đó cho anh em mình xem. Tức là sử dụng cỡ đến 0 đến 1 hoặc đến 2 đến 3 luôn. Đó, tuy nhiên là xa hơn nữa thì chúng ta bỏ tín hiệu đi đi là vừa. Lý do là tín hiệu đó chúng ta không sử dụng được nhiều, đã quá xa rồi. Tín hiệu nào mà chúng ta đã vừa lời được trước mà chúng ta đã bị âm lại đúng không ha? Anh em nha. Đó, thì đây là cái mà chức năng mà tôi xin gửi đến anh chị em mình, là chức năng mà chúng ta sử dụng đến hiện tại hay là đến số 1. Thì nến số 1 này người ta, đây tôi nói đơn giản nhé, đây nến đang chạy là nến số 0 và nến số 1 là nến trước đó một nến. Giống như lúc mà nó vào lệnh anh em, đó, lúc nó vào lệnh đây thì lúc đó thời gian nó đang ở đây này anh em. Đó, là cái nến nó đang chạy 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 đây này, giá đang chạy chạy đây này. Thì lúc bấy giờ cái nến này được gọi là nến số 1 và nó có tín hiệu nến số 1 thì nó vào. Lý do là do tôi bật trù ở đây này anh em. Đó. Còn nếu mà bây giờ đang chạy 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 mà xuất hiện một cái nến màu hồng nữa đi thì nó vào luôn, là lý do tôi đặt ở nến số 0. Tuy nhiên nhiều anh em muốn tín hiệu nó chắc chắn thì chúng ta hay để ở tín hiệu là nến 1, tức là nến 1 xảy ra rồi thì mới được vào. Thì có nghĩa là chúng ta bật phone này đi, phone cái nến hiện tại đi anh em nhá. Còn nếu anh em muốn sử dụng cả hai thì cứ bật true lên thì nó có là nó vút ra. Thì hiển nhiên khi nó có tín hiệu đến không thì nó vào trước, nó vào trước thì qua đến nó nhảy qua bên nến bên đây thì ví dụ như đây đi, ở đây lúc bây giờ mà nếu mà lúc tôi bật bót mà nó ở đây thì nó vẫn vào luôn anh em nhé, nó vẫn vào luôn. Và khi nó qua đây nó vào nữa hay không? À, anh em đặt một câu hỏi là nó có vào nữa hay không, thì thật ra nó sẽ không vào. À, còn nếu nó vào nữa hay không là phụ thuộc vào cái thuận xu hướng hay nghịch xu hướng này nè anh em. Đó, coi có đủ khoảng cách nữa hay không để nó vào, thế thôi. Chứ còn lại là nó không sẽ không vào theo tín hiệu nữa. Vì tín hiệu nó đã xét một lần rồi mà cái số lệnh nó chưa thoát thì nó không xét nữa. À, anh em mình xem kỹ video này thì anh em mình sẽ hiểu hơn nhé. À, nó xét một lần và khi nào thoát cái vòng lệnh đó thì nó mới xét tiếp. À, thì cái bài hôm nay tôi chia sẻ thì không phải là bài tặng robot riêng gì mà nó chỉ là tặng robot nâng cấp lên, chỉ anh em mình cái phương pháp đó mà thôi. Ở đây mới nói luôn anh em thấy không?
Đây là do tôi bật tín hiệu không. Rồi, tín hiệu không anh em nhá, là do sử dụng đến không cho nên nó có sale, cho nên nó sale luôn. Hiện tại chúng ta đang có một lệnh buy và một lệnh sale anh em ha. Đó, này nó có sale, nó có sale luôn. Tôi không có để cái đường kẻ cho nên là chúng ta không thấy rõ. Chứ thật ra là nó đang vừa sale này, may là nó có cái around này nè. Đấy anh em nhá. Ctrl T cho anh em mình thấy. Đây. Nó cho chúng ta hai lệnh sale. Những cái nào mà liên quan đến Mr. Jim rồi Vlog ấy, tôi để cái sản phẩm cho anh em thấy. Đấy. Đó, là hai cái lệnh ở trên này anh em. Hai cái lệnh trên nhá. Hai cái lệnh EU á, chứ còn cái lệnh kia là tôi đang test robot cho khách thôi. Thì hai cái lệnh trên chính là hai cái lệnh mà con robot nó vừa vào theo tín hiệu Mr. Jim Pro Vlog này anh em nhé. Đó, nó vào. Thì thằng này được gọi là vào theo nến 1, còn thằng này được vào theo nến 0, là lý do nói lại là do tôi bật cả hai nến, nến 0 đến 1. Còn tùy vào tình huống mà anh em mình muốn là tín hiệu chắc chắn. Nhắc lại một lần nữa nha anh em. Anh em mình hiểu kỹ hơn để mình sử dụng cho tốt. Anh em mình muốn là tín hiệu chắc chắn hãy vào. Chứ bây giờ có nhiều indicator anh em nó xuất hiện ở nến hiện tại nhưng mà qua nến kia nó tắt mất tiêu, nó xóa mất tiêu. Thì tôi tạm gọi tín hiệu số 1 này nè được gọi là tín hiệu chắc chắn, còn số 0 được gọi là tín hiệu hiện thời. Chắc chắn hay không là cũng phụ thuộc vào tín hiệu đó nó nên reband hay không, tức là không có xóa hay không. Chứ còn nếu mà nó qua đến kia cái nó hoảng quá nó xóa thì cũng như không anh em ạ. Thì tùy vào chiến thuật mà chúng ta sẽ vận dụng đến 1 hay đến 0. Thì cái bài chia sẻ hôm nay của tôi chỉ có như vậy thôi. Tôi nâng cấp lên cho anh em mình một tính năng như vậy đó để chúng ta hiểu hơn về cách 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 chơi của robot này anh em nhé. Đó, cứ bắt tín hiệu và vào thôi. Rồi vậy thì bây giờ tôi thử bắt tín hiệu này và tôi cũng thị phạm luôn cho anh em một cái cách xét lại nhá, coi như là tôi chỉ cho anh em cách xét lại một lần nữa. Ví dụ như tôi muốn bắt cái tín hiệu này là cái gì, ví dụ indicator này mang tên là ACS, nếu chúng ta tự tin và nhập đúng cái chữ thì chúng ta nhập, mà theo tôi thì không, đúng không? Mà chúng ta phải sử dụng chiêu này. Vào trong Open Data Folder và chúng ta vào trong MQL4 và vào indicator. Đó, vào đúng trong cái file đó đây và chúng ta bấm chuột phải. Chúng ta vào rename và chúng ta bấm Ctrl C. Là lưu cái tên nó lại đó anh em. Rồi. Và chúng ta vào trong input của con robot. Anh em nào mà chưa xem chưa hiểu kỹ thì xem tôi đi tôi lại video nha anh em. Đó, vào trong cái là sử dụng tín hiệu, họ và tên tín hiệu này anh em. Chúng ta bát vào, tôi bát sẵn rồi. Và quan trọng là chúng ta xem là tín hiệu buy và tín hiệu sell đang ở thứ tự nào anh em nhé. Chính vì vậy cho nên là tạm thời tôi ok một cái, nó không như lập trình cũ nhá, mà chúng ta phải xem, tôi nói rồi chúng ta phải xem cho kỹ tùy vào thứ tự. Thì nhìn vào cái color chúng ta sẽ biết được cái thứ tự của nó như thế nào. Thì chúng ta sau khi chúng ta bấm ra cái indicator thì chúng ta sẽ nhìn vào của cái tab color này, thì rõ ràng là số 0 thứ tự 0 lại là nến giảm, thứ tự 1 lại là nến tăng, tín hiệu tăng. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải sửa trong kia, không là giảm nha, một là tăng, nhớ một là tăng nha anh em. Thế thì chúng ta phải vào trong cái con robot, chúng ta nít vào robot anh em ha, kéo xuống dưới khu vực đó. Bởi vì tôi nói đây là mã nguồn mở mà chúng ta phải xem đi xem lại để hiểu hơn. Đây bình thường tôi để đây là số 0 đúng không anh em, nhưng mà rõ ràng bây giờ là số 1 mới là tín hiệu buy và số 0 mới là tín hiệu sell, cho nên chúng ta phải sửa lại đúng theo cái của nó đó. Anh em ok nhá, buy là 1 nè, sell là 0 nè. Tùy vào indicator mà người ta viết, chúng ta phải nhập cho đúng nha. Nhiều lúc là 4, 5, 3, 4, 6, 2 gì đó vân vân, 6, 9 các kiểu gì đó anh em nhá. Thì anh em phải nhập cho đúng con số đó thì nó mới chạy, còn cái ông là nó sẽ không chạy anh em ha. Thì theo như thị phạm của tôi nãy giờ vừa test demo luôn anh em nhá. Test demo luôn anh em thấy đó. Đây là nến 1 nó vào, đây là nến 0 trực tiếp nó vào. Thì hoàn toàn theo chiến thuật chúng ta có thể vào theo nến chắc chắn. Chắc chắn ở đây là ví dụ như mà thật sự là buy rồi chúng ta mới buy. Còn nếu mà chúng ta buy làm tại hiện tại thì nhiều lúc nó xóa đi tín hiệu đấy anh em mình ha. Thì đó là một vài cái tín hiệu mà tôi gửi đến cho anh chị em mình, xem nó đúng hay không mà thôi. Đó chúng ta thấy hiện tại nè. Đôi lúc chúng ta thấy nó đẹp không, nhưng mà thật chất á là khi mà nó xuất hiện tín hiệu này đôi lúc là giá nó đã đi tới đây rồi anh em nè. Chứ không phải nó ở đó đâu. Chúng ta phải để ý cho kỹ. Nhiều lúc giá nó đi tới đây rồi thì chúng ta có dám vào hay không. Thì nếu mà chắc ăn hơn thì chúng ta nên đợi nó qua đến mới thì vào, ví dụ vậy. Thì nhiều lúc là giá nó đã trượt xuống như cái râu rồi, rồi nó mới xuất hiện cái màu màu hồng này, thì chúng ta đợi qua đến mới chúng ta ăn được một chút giá. Còn nếu mà ở trên đây mà đã xuất hiện rồi thì chúng ta ngon hơn chút, thì tùy vào chiến lược thôi anh em nhé. Đó. Đây nữa, đây vừa có qua đến mới thì nó vào.
Lý do tại sao chúng ta thấy nó cao hơn là do red đó nha anh em. Đó, do stress nó cao hơn nè. Đó, chứ thật ra là nó vào ngay đầu nến nè ha. Tôi để M1 cho nên chạy nhanh đó mà anh em. Thì đó là cách mà vào lệnh của con robot mà tôi chia sẻ bữa thứ ba tuần vừa rồi anh em nhé, vào lệnh theo mũi tên ba sao. Anh em nào mà chưa set được thì đây cũng là cách set anh em à. Đó. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn anh chị em rất nhiều và mong anh chị em hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh đến thật nhiều anh em bạn bè, đến nhiều nhóm để cho nhiều anh em có thể có vận dụng được con robot này. Thì hàng tuần tôi vẫn ra những con robot như vậy, có những con thì tặng miễn phí dài hạn luôn, có những con thì tặng một khoảng thời gian nào đó, 1 tháng 2 tháng. Nhưng mà có một cái mà tôi cảm thấy nó đúng, đó là chúng ta mỗi con mà chiến thắng hoặc là gì đó chúng ta nên chơi một thời gian ngắn thôi, chúng ta đổi con là vừa. Còn anh em nào mà muốn là khám phá con đó, là chuyên con đó luôn, rồi nâng cấp con đó lên các kiểu thì cứ liên hệ tôi anh em nhé. Rồi thì đó là cái mà chúng ta có thể vận dụng để kiếm tiền trong thị trường này, ít nhiều thì cũng thụ động, và phương pháp thì tôi đã viết ra rất nhiều và khá là tâm huyết rồi anh em nhé. Thức bao nhiêu đêm mới được có những phương pháp như vậy đúc kết liên tục anh em ha. Rồi một lần nữa rất cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi clip này và xin hãy đăng ký và chia sẻ video này đến nhiều nơi để cho nhiều anh chị em có thể biết được đến kênh của mình anh em ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị em rất nhiều. Arigato, bye bye.